Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule. I nostri programmi sono offerti in molte lingue. Consultate suprememastertv.com/schedule. Thì ít ra bây giờ tụi nó cũng không còn dám chê mình là lỗi thời nữa. Out of Fashion, part 2 of 2. Watch on to find out more. Gentle viewers, my name is Yaya. The gentle people of Côte d'Ivoire believe that your benevolent and God-loving way of life will bring peace and joy to those around you. Last week, in part 1 of the drama entitled Out of Fashion, we learned about Tuan, a Kwanyin practitioner, and his parents who set out on an eventful journey to seek advice concerning their son's lifestyle choices. And now we invite you to join us for the conclusion. Này cho thoáng khí chút coi. Ông Bụt ơi, ông Bụt. Thôi, khỏi nói. Biết rồi. Đây, xem đi. Đọc gì mà lâu quá vậy? Thôi, ta cho con luôn đó. Thật hả ông? Con cảm ơn ông. Ta cần làm chuyện này. Chứ không... vài bữa người lại réo ta cái vụ nấu nướng nữa Ủa vừa mới đây ở đâu rồi ta? Ây à, cái thằng nhỏ này cứ có việc là trốn à. Giờ ngậm miệng nhắm mắt lại. Đây là truyền hình Vô Thượng Sư. Ở đây mọi người thích xem đài này lắm. Wow, hay quá. Ha,
Ông Bụt ơi. Hả? Làm sao để có cái máy này hả ông? À thì bà có tướng con mua cho một cái chứ gì đâu. Cậu thử cái bánh thuần chay con mới làm này. Ngon lắm. À, ông bà sao đi lâu quá chưa về cậu nhỉ? Ta hy vọng họ đi đường an ổn. Ta mong sao cha mẹ ta hiểu được tầm quan trọng của lối sống thuần chay trước khi quá trễ. Mình vào chùa, xin tá túc qua đêm đi bà. Do ông ta mỗi ngày ăn thịt chúng sinh, nên phải đầu thai làm thú vật, bị giết thịt, trả quả. Địa ngục giường lửa, người ưa thích sát sanh, thiêu nướng chiên nấu thịt của chúng sanh, sau khi chết đều đọa vào địa ngục này. Đây là địa ngục chém chặt, người ưa thích chém chặt ăn thịt chúng sanh, sau khi chết đều chịu quả báo bị chém chặt. Đây là địa ngục dầu sôi, những người lúc sanh tiền ưa thích dùng dầu chiên xào nướng thịt của chúng sanh, sau khi chết sẽ chịu quả báo này. Đây là địa ngục. From today, turn from violence, even indirect violence. Because if we eat the animal's meat, then other people have to kill. So we partake of this horrendous consequence of our ignorance. Huh? No excuse. We still will be punished just the same in hell. You will be ground, just like the ground meat on this physical planet. I want to help you. Please let me do it. You don't have to believe in me. You don't have to be my disciples. You don't have to promote my teaching, nothing. Just please change to vegan diet. If you change to vegan, I promise I will take you home. Wherever you call home is, but not to hell. Definitely, I promise you that.
về đi bà ha. Tôi cũng nhớ bọn trẻ quá. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng anh. Hàng xóm hay tin cha mẹ chuyển sang ăn thuần chay, ai cũng rất là vui. Chà, lẽ ra mình nên ăn thuần chay từ lâu rồi mới phải, ông nhỉ? Thì ít ra bây giờ tụi nó cũng không còn dám chê mình là lỗi thời nữa. Giờ tôi mới hiểu tại sao thằng Tuấn nó nhất quyết chọn pháp môn này để tu hành. Nhưng trong cái vũ trụ này có rất nhiều phương pháp để làm việc. Thì có phương pháp nhanh, có phương pháp chậm. Thì có phương pháp rất là siêu việt. Thì cái phương pháp Quán Âm là siêu việt vậy. Sư phụ biết tìm ra thôi chứ không phải là phát minh. Này của Thượng Đế, của mọi người. Nhưng mà rất là nhanh. Đời đời kiếp kiếp nghiệp chướng gì cũng tiêu hết, tiêu lập tức, tiêu liền. Nhất định là phải thành công thôi, không có cách gì mà không thành công hết. Những người nào mà tu pháp môn Quan Âm mà họ không thành Phật là cái chuyện nó không thể có được. Pháp môn Quán Âm tốt như vậy mà đến giờ mình mới biết. Mình xin học pháp môn Quán Âm luôn nha bà. Con ở nhà lo cho cậu Tuấn chứ, đi theo ông bà làm gì? Con cũng muốn đi thọ pháp. Elevated viewers,
We hope you have enjoyed our program today. Up next is Rudolf Landemann, vegan, a baker and pastry chef reinventing France's traditional bakery and pastry arts. Part 4 of 4, right after noteworthy news. May compassion and wisdom guide your everyday life. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR.